trong mức tiêu kéo xuống luôn, kéo xuống luôn. Để tôi nghe âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Dũng, Âu Thiên Dũng, ông muốn biết tên Âu Thiên Dũng. Trong những ngày hành khách mỗi nơi, tôi có gặp một gái mà mang tên Âu Thiên Dũng. Hắn có dạy cho tôi một bài ca tông Việt. Bài ca tông Việt dùng để tìm đưa một người yêu. Xin tiểu thơ hãy ngắn lại phút giây để trong trọn giai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tông Việt. Ta đưa tiếng ai được lên sẽ qua về đâu, cho theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi. Tình đôi đôi, mình đôi đôi, người ơi tình ta giờ đôi nơi, tiếng đưa truyền hình. Nhưng bây giờ tụi em là thời gian không em hồi cái thời đó anh muốn nhắc lại.